truyền lửa lại cho cái ekip của anh rất là nhiều. Với phương châm của đoàn phim Lật Mặt từ nào bây giờ là anh vẫn luôn luôn giữ cái phương châm đó, tức là tất cả mọi người ai cũng có thể trở thành diễn viên cả, không phải lúc nào anh được qua trường lớp thì anh mới được cơ hội đi ở những cái bóng kính. Thế nhưng mà anh không có qua trường lớp, nếu như anh có năng thiếu bẩm sinh thì anh vẫn có quyền đứng trước bóng kính để tham gia một cái dự án nào đó. Thì đối với anh thì nếu như mà ai bất cứ ai vậy có năng khiếu thì có quyền tham gia đó. Tổ chức casting không phải là để xem là trình diễn hay như thế nào hoặc là dở như thế nào, với mong muốn là nếu như mà chỉ cần có cái nhân tố nào mới lạ thì anh sẽ đem nhập viên cái những khách hàng ở học và anh sẽ lựa chọn lớn nhập viên thì không có cái học vai thì có những cái vai camel những dạng một dạng như đó. Ok, tôi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.